Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn ngay từ những ngày đầu đời. Để có được thành công thì họ phải đối mặt với nhiều khó khăn và trắc trở mới tìm được thành quả cuối cùng của mình. Cứ mỗi một năm trôi qua thì ai cũng mong rằng trong năm đó mình sẽ học được nhiều may mắn. Trong năm Tân Sửu 2021, quý anh chị tuổi Tý được trời ban nhiều phúc đức, không những may mắn và tài vận cũng dồi dào. Đặc biệt, nửa đầu năm 2021 này thì quý anh chị tuổi Tý nắm bắt được cơ hội làm giàu có 102. Hơn nữa, những người tuổi Tý sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống của họ bước sang một trang mới. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan về tử vi tuổi Tý năm 2021 Tân Sửu, có lẽ năm 2020 Canh Tý là năm mang lại nhiều lo âu, nhiều rối ren và chồng chất khó khăn đối với những gia chủ tuổi Tý. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, tuổi Tý sẽ được lột xác hoàn toàn, thay đổi vận mệnh, nhận được lộc trời cho. Tuy vẫn còn nhiều hung tinh, nhưng nhìn chung là năm bản mệnh có thể bung mình cố gắng, chạy tới đích thuận lợi. Tân Kim lộ xuất thương quan, Thái Tuế Sửu âm thổ tọa tại chính tài các tinh. Thương quan sinh chính tài, mà Thái Tuế Sửu và con giáp Tý tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Tuy có nhiều thuận lợi vượt bậc hơn năm 2020, nhưng năm 2021 cũng sẽ gặp phải tiểu nhân quấy phá, thị phi bủa vây, dẫn đến nhiều lo âu, bất đồng. Tý Sửu thuộc bộ lục hợp, mang tính chất hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Năm 2021 Tân Sửu, con giáp Sửu tọa Thái Tuế sẽ có những sự trợ giúp tích cực tới những mệnh chủ tuổi Tý. Vì con giáp Tý Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy mà năm Tân Sửu 2021, mệnh chủ tuổi Tý nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi. Hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất là nói ít làm nhiều, để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân Kim Bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an cho chính mình. Cũng trong năm nay, do vừa bước qua 5 tuổi nên con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do dự, thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Trong công việc cần phải làm việc có trách nhiệm, bản mệnh nên chủ động, tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Ngoài ra, cần phải chú ý cách thức làm việc cần đồng nhất và hòa đồng với mọi người xung quanh mình. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú chuột sẽ vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ thuộc công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Về mặt tài vận, tú quý nhân đóng mệnh, sau này chính là quý nhân tinh, có sự tương trợ của quý nhân nên mệnh chủ tuổi Tý trong năm nay có sự thu hoạch đáng kể về tài vận so với năm trước, không còn phải suy nghĩ nhiều về việc chi tiêu của mình. Tuy nhiên năm này, theo cửu cung phi tinh đồ, sao nhị hắc bệnh phù sẽ phi tinh tới phương vị Bắc. Đây là phương vị con giáp Tý đóng giữ theo la bàn 24 sơn. Sao này là sao xấu chủ về bệnh tật, khiến cho người bị chiếu mệnh trong năm gặp phải nhiều tai ách, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mình. Điều này cũng ảnh hưởng vô cùng đến tinh thần và cuộc sống của những gia chủ tuổi Tý.
Xem tử vi năm 2021 của tuổi Tý, con giáp này dễ mắc bệnh liên quan tới hệ tiêu hóa do chịu ảnh hưởng của thái tuế Sửu Thổ. Con giáp này dễ cảm thấy áp lực và gánh nặng, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe. Mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe của chính mình. Hằng ngày nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng như là đừng quên tâm sự, chia sẻ với người thân và gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân, hợp nhất. Xét về sự nghiệp tuổi Tý năm 2021, Tân Kim lộ xuất thương quan, thái tuế Sửu âm thổ tọa tại chính tài cát tinh. Thương quan sinh chính tài, trong năm nên tăng cường hợp tác làm ăn kinh doanh, tiến hành các hoạt động liên quan tới kinh doanh sẽ có phần tiến triển tốt đẹp hơn rất nhiều so với năm trước 2020 canh Tý. Tuổi Tý cần phải tập trung cụ thể vào một số hạng mục nhất định, mà ở đây theo sự tư vấn của thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, thì các dự án liên quan tới vấn đề sông nước như kinh doanh thủy, hải sản, du lịch sẽ có lợi hơn cả. Hợp tác để làm ăn sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ, sớm đạt được mục tiêu của mình. Bạn dễ dàng tìm được đối tác đáng tin cậy để bắt tay nhau trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nếu nói về chuyện thăng tiến thì năm Tân Sửu này, mệnh chủ tuổi Tý sẽ không có tín hiệu rõ rệt về việc tăng chức. Tuế can lộ xuất thương quan tinh, tượng trưng cho sự kích động và xung đột với cấp trên. Vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít, làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được chức vị cao hơn thì khá khó, trừ khi bạn có được thành tích làm việc cực xuất sắc. Đó sẽ là tấm bằng để bạn tiến lên. Một số ít người tuổi Tý vẫn có cơ may thăng chức, song cũng không quá lớn, gần như thay đổi chức vụ, vị trí làm việc mà thôi. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy hộ thân Bát Bảo Tâm Kinh. Với hình tượng ở mặt trước Bát Bảo là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Đặc biệt các mệnh chủ tuổi Tý trong năm 2021 Tân Sửu này sẽ cần phải cẩn trọng chú ý trong tháng Giáp Ngọ, dương lịch từ ngày 10 tháng 6 cho tới ngày 9 tháng 7, tức từ ngày 1 tháng 5 cho đến hết ngày 30 tháng 5 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ. Vào tháng này, các gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những tị phi không đầu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này, có thể gây ảnh hưởng cả đến những kết quả kinh doanh sau này. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Tý không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về phương diện tài lộc của tuổi Tý năm 2021, Tân Kim lộ xuất thương quan, thái tuế Sửu âm thổ tọa tại chính tài cát tinh. Tuổi Tý năm 2021 sẽ có tài lộc tìm đến tận nơi, Tý Sửu thuộc bộ nhị hợp. Trong năm vượng tài vượng lộc mà chính tài chỉ lối dẫn đường thì con giáp này nên tập trung vào các dự án chính trong công việc của mình sẽ có được nhiều thành công hơn. Ngoài ra, tài lộc trong năm của tuổi Tý chủ yếu đến từ những nguồn thu nhập chính của mình. Nếu như có tài lộc tới từ những nguồn thu không chính đáng, tiền phi pháp, hoạnh tài, tiền trúng số hay cờ bạc mà có được. Tiền có được mà không phải bằng mồ hôi nước mắt của mình thì dễ mất mát của thiên trả địa, bản mệnh hãy lưu ý khi chi tiêu.
và lại cũng đừng tùy tiện lách luật mà kiếm tiền, kẻo tới lúc sẽ phải trả giá gấp nhiều lần. Trong năm, nếu có tiền bạc dư dôi, con giáp này nên dành để đầu tư vào các dự án về du lịch, những dự án kinh doanh liên quan nhiều tới thủy khí. Sở dĩ nó như vậy là bởi trong năm Thái Tuế Sửu Âm Thổ chủ về thổ khí vượng, có Thái Tuế trợ lực, làm việc có liên quan tới nước để bổ khí cho chính mình, giúp cho cân bằng ngũ hành sẽ dễ thu được tiền về tay. Tuy nhiên không phải cứ bỏ tiền ra đầu tư là sẽ có lợi nhuận thu về, bạn cần phải có kiến thức và vốn kinh nghiệm nhất định, nếu không sẽ chỉ bị mắc sai lầm mà nhầm lẫn trong kinh doanh sẽ phải trả giá bằng tiền mặt. Nếu có ý định kinh doanh thì cần phải tìm địa điểm giao thông thuận tiện, có lưu lượng người qua lại đông đúc. Như thế mới dễ dàng thu hút được một lượng lớn khách hàng tiếp cận tự nhiên. Muốn kiếm tiền lâu bền thì cần phải biết tính toán, đừng chỉ ngồi một chỗ ôm cây đợi thỏ. Muốn tiền đẻ ra tiền, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy trợ mệnh Thân Tí Thìn, có tác dụng bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất để được lộc tài, vượng tiến, suốt đời bình an. Về mặt tình cảm của tuổi Tý trong năm 2021, xét về phương diện tình cảm, năm 2021 tuổi Tý không có nhiều đào hoa cho lắm, song được Thái Tuế trợ duyên nên sẽ có phần tốt đẹp hơn. Mệnh chủ có thể sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè. Cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen, con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên với nam mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Tý, tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, bản mệnh nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này cần nhớ đừng quá mức chủ động và cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội để được thể hiện mình. Tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần phải một chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động, chỉ chờ đợi đối phương ngỏ ý, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào thì e rằng quãng đường đi đến trái tim nhau sẽ càng ngày càng xa. Hai người như hai đường thẳng song song không có điểm giao. Với những bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi mà đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn và Hồ Ly, để tăng cường quý thần tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho chính mình. Về mặt sức khỏe của tuổi Tý trong năm 2021, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Vương vị đóng giữ của mệnh chủ tuổi Tý trong năm nay có sao nhị hắc, bệnh phù đóng mệnh, khiến cho mọi việc trở nên bất lợi, phát sinh nhiều sự việc ngoài ý muốn, sức khỏe giảm sút, các mối quan hệ xấu đi, dễ mắc những điều tiếng thị phi. Cùng với đó, trong năm nay, do thiên khí và địa khí kết hợp khiến cho thổ khí quá vượng nên có thể dẫn tới mệnh chủ gặp phải các bệnh liên quan tới đường tiêu hóa. Mệnh chủ cần phải hết sức chú ý giữ gìn sức khỏe của mình và người thân trong gia đình. Mã tinh gặp hãm nên khi đi ra ngoài dễ gặp phải tai nạn, cần đặc biệt lưu ý khi tham gia giao thông. Tuân thủ luật lệ giao thông để tránh gặp tai nạn ngoài ý muốn. Ngoài ra, tránh tham gia những hoạt động mạo hiểm hoặc có độ rủi ro cao. Người tuổi Tý năm nay thủy khí quá nhược nên về sức khỏe cần phải chú ý các bệnh về thận. Vì tính cách khá là chịu khó chăm chỉ làm việc nên nhiều khi những người tuổi Tý bị hao tổn quá sức.
làm nhiều mà không biết đường hưởng thụ cũng là một nhược điểm của bản mệnh. Khi còn trẻ, ta hãy cố gắng hết sức, còn khi về già thì quý gia chủ hãy cố gắng để tuổi già có thể hưởng thụ, không nên chỉ dành cả đời để làm lụng rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, chạy chữa tốn tiền mà vẫn bị mắc nhiều bệnh tật. Để biết rõ hơn cát hung họa phúc của bản thân cũng như gia đình, quý anh chị hãy liên hệ tới số hotline của chương trình để có thể được sự hỗ trợ chi tiết hơn của thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy. Tử vi tuổi Tý năm 2021 theo từng tuổi chi tiết. Tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, tích lịch hỏa. Bước sang năm 2021, chuyện học hành của Mậu Tý sẽ không được thuận lợi như ý muốn, có khá nhiều biến động cả về chủ quan và khách quan. Áp lực học tập, điểm số khá lớn khiến cho tinh thần của mệnh chủ phải chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Phương pháp giáo dục của thầy cô và cha mẹ vô cùng quan trọng. Mậu Tý sinh năm 2008 đang tuổi tâm sinh lý phát triển, nên học cách hiểu và thông cảm cho con, đặt mình vào vị trí của con để khích lệ, cổ vũ và động viên con nhìn theo hướng tích cực trong mọi vấn đề. Cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa, tập thể dục thể thao hay học thêm môn năng khiếu mà con có hứng thú để giảm bớt áp lực về chuyện học hành trên trường lớp. Những việc này chẳng những có thể giúp con thấy vui vẻ, yêu đời hơn mà cũng giúp con dễ dàng tự cân bằng cuộc sống của mình, có thêm những hành trang mới để vào đời. Hoạt động thể dục thể thao vừa phải cũng giúp cho giấc ngủ được sâu hơn, thể chất và tinh thần đều được cải thiện, gián tiếp nâng cao thành tích học tập. Nếu cha mẹ không đủ quan tâm và thấu hiểu, chỉ thấy con học hành tiếp thu kém, thiếu tập trung mà vội vàng trách mắng, ta tăng áp lực, không chịu tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách xử lý kịp thời thì chỉ khiến cho thành tích học tập càng ngày càng xuống dốc. Để tập trung hơn trong học tập, tuổi này cần sử dụng tháp văn xương hoặc bút văn xương để kích hoạt sao văn xương, mang lại may mắn trong học tập. Năm mệnh 14 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Về mặt công danh, học tập, nếu mệnh chủ tập trung, có chí tiến thủ, ắt sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ. Nữ mệnh 14 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, cần chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, nhất là những vấn đề về bệnh phụ nữ, về nội tiết tố. Ngoài ra, cần chú ý nhiều hơn tới những mối quan hệ xung quanh mình để tránh bị tiểu nhân lừa lọc, hãm hại. Tử vi năm 2021 tuổi Bính Tý, sinh năm 1996, giản hạ thủy. Tuổi Bính Tý trong năm, bản mệnh phải đối mặt với khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình. Cần phải bình tĩnh, kiên cường để không gục ngã trước những sóng gió của cuộc đời. Mệnh chủ có tuổi còn trẻ, vốn sống không nhiều, có thể sẽ cảm thấy hoang mang trong mơ hồ về vấn đề sinh tồn, chưa biết làm thế nào để chọn được công việc phù hợp với mình, chưa hiểu cách để xin việc. Bản mệnh có thể xin ý kiến của gia đình, người thân hay là thầy cô, bạn bè. Hãy dùng lý trí để định hướng mục tiêu cho mình. Đừng quyết định mọi thứ một cách quá cảm tính. Khi đi làm, tuổi Bính Tý cần phải học cách xã giao, giữ các mối quan hệ làm việc được hài hòa. Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên càng cần phải cố gắng và nỗ lực gấp nhiều lần so với những người khác. Nếu có vấn đề khó, chưa biết cách giải quyết hợp lý thì đừng ngại xin ý kiến của những người đi trước. Việc đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lợi nhuận tốt nhưng có thể khiến cho bạn trắng tay bất cứ lúc nào. Trong năm 2021 Bính Tý, hãy tập trung làm tốt việc của mình, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Cũng đừng nghĩ rằng có thể dựa vào may mắn để làm giàu. Với những bạn còn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành thì cần phải biết lấy tĩnh làm động, lấy lùi làm tiến. Không nên bốc đồng sốc nổi trong chốc lát để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Trong xã hội ngày nay, bên cạnh năng lực thực sự thì bằng cấp cũng quan trọng không kém, đóng vai trò không nhỏ trong sự thành bại khi xin việc sau này. Khi học thì nên tập trung học tập, lấy được kiến thức và bằng cấp mới là việc quan trọng nhất. Đừng vì những thú vui cá nhân
mà để lỡ mất tiến bộ. Để tốt hơn cho vận mệnh của mình, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn. Pháp khí phong thủy này giúp bạn tăng cường quý nhân, nhân duyên, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho người tuổi Bính Tý. Nam mệnh 26 tuổi, thái âm chiếu mệnh nên mệnh chủ làm việc gì cũng dễ được như ý, thích hợp làm và xử lý những việc về giấy tờ văn bản. Nữ mệnh 26 tuổi, thái bạch chiếu mệnh. Các cụ nhà ta từ xa xưa đã có câu thái bạch quét sạch cửa nhà, nên trong năm nay mệnh chủ cần phải chú ý hết sức, cần đề phòng nhiều trong việc kinh doanh của mình, đi lại cần cẩn thận, đụng chạm xe cộ. Tử vi năm 2020 của tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984, Hải Trung Kim. Người tuổi Giáp Tý trong nửa đầu năm 2021, tài vận có phần sa sút, sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu. Công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh tài chính xuất hiện những biến động khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con giáp này. Nhưng nửa cuối năm này sẽ đón những bước chuyển mình mới mẻ trên con đường sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ có cơ hội làm việc khá tốt, cũng có thể nhận được sự ủng hộ và ưu ái của cấp trên. Chỉ cần bản thân của mình tích cực chủ động giành lấy cơ hội về cho mình thì có thể phát triển toàn diện mọi tiềm năng sẵn có, nâng cao hiệu quả làm việc, đạt được nhiều thành tích tốt hơn. Bản mệnh có những cách giải quyết mang tính đột phá với những vấn đề còn đang tồn đọng. Về cuối năm Tân Sửu, tuổi Giáp Tý chắc chắn sẽ có cơ hội để tăng lương, thăng chức. Tuy nhiên, quyền lợi đi đôi với nghĩa vụ, dù đảm nhận vị trí nào, mức quan trọng ra sao, thì con giáp này cũng đều phải chịu khá nhiều áp lực trong công việc. Mệnh chủ có thể sử dụng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, đồng thời tăng thêm vốn kiến thức cho mình để tự giải tỏa áp lực một cách triệt để. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải vận thế năm 2020 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Đối với những bạn còn đang độc thân, về chuyện tình cảm thì năm nay có điểm báo hỷ sự, mệnh chủ dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa, bản thân bạn được không ít người bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, những người bạn đã quen biết lâu năm sẽ có phần đáng tin và dễ đi đến hạnh phúc hơn. Nam mệnh 38 tuổi, thổ tú chiếu mệnh nên cần cẩn thận xử lý những điều khoản trong hợp đồng, tránh kiện tụng. Nữ mệnh 38 tuổi, vân hớn chiếu mệnh, năm nay cần đề phòng sảy thai, khó sinh hoặc gặp nạn mất máu. Tử vi năm 2020 tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tang đố mộc. Người tuổi Nhâm Tý trong năm 2021, vận trình tài lộc đầu năm khá là tốt. Tuy nhiên, chính tài lúc này vẫn chưa hiện rõ, nên khuyên bạn đừng vội tiến hành những kế hoạch đầu tư quy mô lớn. Cũng đừng đổ tiền đầu cơ mạo hiểm để tránh tài lộc một đi không trở lại. Thời điểm đầu năm Tân Sửu này, chính tài vượng, có làm mới có ăn, chứ không thể mong chờ vào sự may mắn. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Nhâm Tý năm 2021 Tân Sửu, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trở ngại, dễ bị khách hàng gây khó dễ, trách mắng, tố cáo, thành tích làm việc không cao, mệnh chủ còn có thể nảy sinh xung đột trực diện với cấp trên, khiến cho cơ hội phát triển năng lực không nhiều. Riêng tuổi Nhâm Tý làm kinh doanh buôn bán cần phải chú ý nếu có ý định đầu tư kinh doanh vào những lĩnh vực mới nổi hay ngành nghề mình không quen thuộc thì nên hết sức cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những tình huống bất ngờ phát sinh. Đừng nóng vội, cũng chớ bốc đồng, hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt. Có thế thì mới vượt qua được thử thách, tìm thấy thành công, thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên, dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì bản mệnh cũng cần phải biết khiêm nhường. Chớ nên tự cao, tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà vung tay quá chán. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 50 tuổi, Thái Dương chiếu mệnh,
hành niên trực thái dương, đông tuế đắc an khang. Trong gia đình có cơ hội đón nhận thành viên mới, nếu đi xa làm ăn sẽ tiến triển tốt hơn. Nữ mệnh 50 tuổi, thổ tú chiếu mệnh, cần đề phòng kẻ xấu quấy rầy, năm nay không thích hợp đi xa. Tử vi năm 2021 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, Bích Thượng Thổ. Tiến sang năm 2021, vận trình của tuổi Canh Tý khá bình ổn. Nếu bản mệnh còn đang công tác thì công việc khá nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập ngoài luồng, cùng tiền thưởng, tiền lương, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên, con giáp này nên chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần, sức khỏe cũng không bằng khi trai tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu, tiếp khách, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Tuổi Canh Tý cũng đừng quá xa đà mê đắm chuyện nam nữ thường tình, nên dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Nhưng tuổi Canh Tý chú ý, càng thấy lợi thì càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác, bởi đó có thể là lời dối gian, lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lỗ mãng tự ý quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể né tránh. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh không mắc phải bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng khó tránh khỏi những tai họa bất ngờ gây chảy máu, bị thương. Con giáp này có thể tìm cách hóa giải bằng cách hiến máu, nhổ răng để giảm bớt tai ương. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để hóa giải vận thế của năm 2021 và tăng cường tài lộc may mắn về sau. Nam mệnh 62 tuổi, thái âm chiếu mệnh, làm việc gì cũng được như ý, thích hợp xử lý những việc liên quan đến công văn, giấy tờ. Nếu đi xa du lịch thì có lợi cho việc tăng tài vận. Nữ mệnh 62 tuổi, thái bạch chiếu mệnh, nên cần phải cẩn trọng trong vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bệnh về dạ dày, đi ra ngoài nên cẩn thận trộm cắp tài sản. Tử vi năm 2021 tuổi Mậu Tý, sinh năm 1948, tích lịch hỏa. Xem tử vi năm 2021 của tuổi Mậu Tý, con giáp này bước vào tuổi Thất Thập Cổ Lai Hy, đi qua gần hết cuộc đời, trong tay cũng có một số vốn nho nhỏ tích lũy để phòng khi đau yếu. Bản mệnh không phải lo cơm ăn áo mặc, con cháu đầy nhà, nhưng do tuổi tác đã cao nên khó lòng tránh khỏi những vấn đề sức khỏe, nhất là những bệnh về đường hô hấp hay bệnh về gan, thận. Người tuổi này cần phải chú ý đến sức khỏe của mình, hễ thấy trong người mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, hô hấp khó khăn thì nên nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thăm khám. Thời điểm đầu năm Canh Tý, có nhiều chuyện rắc rối hay là phiền tâm lo nghĩ càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên giữ cho tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ lung tung mà đã mệt càng thêm mệt. Nên dành thời gian rảnh rỗi để thăm hỏi trò chuyện cùng bạn đồng niên. Cũng năng chia sẻ tâm sự suy nghĩ của mình với người thân. Đừng giữ chuyện buồn trong lòng mà tâm tình bí bách buồn rầu. Trong cuộc sống hàng ngày, hãy sống vui vẻ, lạc quan, giữ tinh thần thoải mái. Nếu lỡ có mâu thuẫn, xung đột gì với người nhà thì nên nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp mà hãy bao dung tha thứ, giữ cho gia đình êm ấm. Ngoài ra, hãy sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh vào vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để hóa giải vận hạn trong năm nay, mang lại bình an, may mắn cho mình và những người thân xung quanh, đặc biệt sẽ giúp cho tâm mình được thanh tịnh lúc cuối đời. Trên đây, Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn tử vi của tuổi Tý trong năm 2021 Tân Sửu. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, anh chị và các bạn hãy để lại ý kiến bằng cách bình luận dưới video này hoặc liên hệ ngay đến số hotline của chương trình để được tư vấn. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để nhận được những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.